괜히 삭힌 것도 잘못인가요? 나 차가운 도시의 따뜻한 여잔데 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 말 속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너의 표정을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 내 가루 못 먹는 날을 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 넘넘 sweet and dark 정말 달콤한 걸 넘넘 sweet and dark 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 꿈을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 내 가루 못 먹는 나를 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 사랑은 이렇게 생기는 게 아니겠어. 어쩌면 내 맘의 반쪽을 내게 걸어 giây phút chúng ta chia xa, thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình dạ, em tên là Đỗ Quang Hòa, là học sinh của lớp 12C9 trường Hồ Thúc Kháng. Hôm nay nhân kỷ yếu của lớp 11C9 thì em xin cảm ơn tất cả các bạn. Trong năm học vừa qua thì chúng ta đã có những cảm xúc vui và buồn. Tuy là 2K4 chúng ta đã dính mùa dịch rất là nhiều trong vòng 3 năm liền, nhưng mà chúng ta đã cố gắng hết sức và mong các bạn cùng cố gắng để chúng ta được hoàn thành tốt trong kỳ thi tới. Chúc các bạn có một cuộc thi thật là tốt, được đạt được những kết quả mong muốn. Trải qua, bạn đừng khóc mà, bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những
theo mình thì bên em học qua không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng mà nó đủ nói được những cái nó có nhiều kỷ niệm của thời học sinh. Tuy là lớp có chia lớp ra để phân khối tự nhiên nhưng mà các bọn cũng vẫn rất là gắn kết và đoàn kết với nhau. Theo cảm nhận của mình thì lớp mình rất là vui, và năm nay thì có cô giáo chủ nhiệm cũng vui vẻ hòa đồng và giúp chúng mình trong cái quá trình học tập, cũng như là xây dựng cái tình đoàn kết trong lớp. Cuối cùng thì mình xin chúc cho lớp tất cả mọi người đều đạt được tốt nghiệp và đạt được nguyện vọng mộng ước mơ của mình. Chúc cả lớp có một kỳ thi thật là tốt và trọn vẹn. Trong 3 năm học vừa rồi cũng có bạn mới, cũng có bạn cũ mà cảm thấy rất là vui. Mình xin thấy. Cảm ơn. Cảm nhận của Quân Hòa khi học 12 năm chung với mình như thế nào? Đối với mình thì bọn là một học sinh rất là giỏi trong việc học tập, nhưng mà tính của bọn thì hơi cọc kè một tí, nhưng mà nếu như bọn chữa là cái tính của bọn thì chắc chắn là bọn sẽ có rất là nhiều người theo đuổi, tại vì bọn có những cái nét thật là vi lai.